lâu. Ở đây mình đã đủ hai điều kiện nên nó hiện tích xanh ở đây. Và điều kiện thứ ba thì mình sẽ đủ điều kiện mình mua 8.000 follow rồi nhá. Sau đó thì đủ ba điều kiện này thì các bạn sẽ được hiện cái nút đăng ký ở phía dưới này. Và các bạn sẽ nhấp vào nó để các bạn sẽ kiếm tiền ở đây. Tiếp theo, các bạn sẽ nhìn thấy phần phía trên này. Nhận tài trợ để sáng tạo nội dung mà bạn đam mê. Ở đây họ đã ghi rõ là chúng tôi đã ra mắt các chương trình quỹ nhà sáng tạo TikTok nhằm hỗ trợ các nhà sáng tạo. Và để tham gia thì tham gia các tài khoản phải có danh tiếng tốt, tức là các bạn sẽ phải tuân thủ các hướng dẫn về cộng đồng và đồng ý với các điều khoản của nhà sáng tạo TikTok. Ở đây nguyên tắc cộng đồng ở đây tức là các bạn sẽ phải tuân thủ những cái nguyên tắc giống như ở trên YouTube ấy. Đó là các bạn sẽ không được vi phạm những nguyên tắc như là giết mổ hay là có những cái gì nó không hay trên trong video của bạn mà cộng đồng người ta đánh giá nó không tốt thì đó là những cái mà vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Rồi, để có cái nút của nhà sáng tạo như thế này thì TikTok mới chỉ cho chúng ta kiếm tiền ở một số đất nước như là Mỹ và một số đất nước khác. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển cái tài khoản của mình sang Mỹ để chúng ta sẽ được bật kiếm tiền nhé, cực kỳ là đơn giản thôi. Thì các bạn sẽ vào đây, bạn sẽ vào phần cài đặt này. Đầu tiên các bạn vào phần cài đặt nhé. Sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình phần cài đặt chung này. Đó, các bạn nhấp vào phần cài đặt chung. Đây là mình hướng dẫn trên iPhone nhé. Sau đó thì các bạn sẽ vào phần ngày và giờ. Đó, ngày và giờ. Rồi tiếp đó thì các bạn sẽ nhớ tắt cái phần tự động này đi. Các bạn tắt giống như mình nhỉ. Đó. Đầu tiên nó hiện màu xanh thì các bạn ấn tắt đi. Rồi. Tiếp theo đó, sau đó thì các bạn sẽ ấn vào múi giờ này. Múi giờ. Ở đây thì các bạn sẽ chọn múi giờ Los Angeles của Mỹ này. Đó, chúng ta sẽ chuyển tài khoản mình sang sang Mỹ nhé. Sau đó thì nó sẽ hiện lên như thế này thì là được. Tiếp sau đó các bạn sẽ nhấn vào mũi tên trở lại ở bên trên của bên trái đây. Để các bạn sẽ vào phần tiếp theo. Rồi các bạn sẽ kéo lên, các bạn sẽ tìm cho mình cái phần đó là ngôn ngữ và vùng. Ngôn ngữ và vùng nhé. Ở đây thì các bạn sẽ vào chọn cho mình phần ngôn ngữ iPhone, đó là tiếng Việt các bạn ơi. Để nguyên tiếng Việt. Sau đó các bạn chọn vùng. Vùng ở đây các bạn sẽ chọn đó là Hoa Kỳ nhé. Ở đây mình đã chọn trước rồi. Đó, sau đó thì nó sẽ hiện lên như thế này. Đó, lịch này, rồi là định dạng vùng như thế này. Là các bạn đã thành công rồi nhé. Rồi, tiếp đó các bạn sẽ vào App Store này. Và các bạn sẽ đổi cho mình cái ID App Store này của bạn sang, chuyển vùng sang Mỹ nhé. Các bạn sẽ chuyển sang Hoa Kỳ. Các bạn nhấp vào đây này và sẽ đổi nó sang Hoa Kỳ. Đã có rất nhiều video hướng dẫn rồi. Nếu các bạn cần sự hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ bình luận bên dưới, mình sẽ làm một cái video hướng dẫn về cái chuyển vùng sang Mỹ của cái ID Apple Store này nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ gõ cho mình vào đây là chữ VPN này, VPN này. Đó, các bạn sẽ tải cho mình cái app này, VPN này, hoàn toàn miễn phí này. Đó, đây là mình đã đổi sang tài khoản ở nước ngoài rồi nên là nó có hiện tiếng Anh này. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào chữ Get này. Đó, chữ Get này. Đó. Khi các bạn đổi sang tài khoản nước ngoài thì nó sẽ hiện cái chữ như này. Nhấp vào đây để các bạn download về nhé. Rồi các bạn sẽ chờ xem dây nát, nó sẽ tải về rất là nhanh. Cái ứng dụng này là ứng dụng để tải về miễn phí nhé. Mình có tải một số, sau đó các bạn ấn Open mở lên. Ok, và các bạn sẽ đồng ý với cái điều khoản của nó. Các bạn nhấp vào đây. Rồi, tiếp theo các bạn ấn vào tắt cái dấu X này đi. Tắt nó đi. Sau đó các bạn nhấp vào đây. Location này. Location. Đó. Rồi các bạn sẽ chọn chữ US New York này nhá. US New York các bạn bật lên mà có thể chọn phần 1, 2 nó. Ở đây mình đã chọn rồi.
nên là nó đã hiện sẵn ra như này rồi. Sau đó các bạn ấn vào cái công tắc này, các bạn nhấp vào cái công tắc này nhé, các bạn nhấp vào đây. Ok, các bạn cho phép nó, cho phép. Rồi sau khi các bạn cho phép nó, ok thì các bạn sẽ nhìn ở góc trên này nó có chữ VMT nó hiện ở trên cột sóng này. À, mình quên một điều nữa, đó là các bạn nhớ là rút cái SIM của mình ra nhé. Các bạn hãy rút cái SIM của mình ra, bỏ cái hàng cái SIM của mình ra nhé. Thế không sử dụng SIM giống như mình này, không có SIM thẻ ở đây thì các bạn mới làm được điều này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ tải cho mình cái TikTok này từ cái Apple Store đã đổi vùng chuyển vùng nhé, đã chuyển sang ID của Mỹ rồi nhé. Ok. Rồi, ở đây mình sẽ bật một cái tài khoản khác cho bạn xem nhé. Đó, cái tài khoản mới này, hoàn toàn mới nhé. Ở đây mình sẽ nhấp vào cái dấu 3 chấm này. Tài khoản này mới này, mình có 4 follow và theo dõi 4 người đây. Đây là cái tài khoản mới. Sau đó mình sẽ nhấp vào cái dấu 3 chấm ở phía trên này. Ở đây nó đã có nhà sáng tạo rồi vì mình đã cài cái tài khoản này rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại cái tài khoản này. Sau đó các bạn vào phần quản lý tài khoản này. Đó. Tiếp theo các bạn vào phần quản lý tài khoản cho mình. Sau đó thì các bạn chuyển sang tài khoản Pro nhá. Đây là mình đã chuyển rồi nhá. Mình sẽ làm cho các bạn nhé. Các bạn nhấp vào đây, chuyển sang tài khoản cá nhân này. Các bạn nhấp vào đây. Lại về tài khoản ban đầu đó, tài khoản cá nhân nhá. Đó. Chuyển sang tài khoản Pro này. Nhấp vào đây này. Đó. Các bạn nhập vào chuyển sang tài khoản Pro này. Chắc là nhiều bạn đã biết cái này rồi. Đây mình sẽ hướng dẫn phần này cho. Sau đó bạn nhập vào tác giả. Tác giả. Rồi, ở phần tác giả này các bạn có thể chọn các nội dung mà các bạn đang làm. Đây mình chọn nghệ thuật. Nghệ thuật. Sau đó các bạn ấn vào chữ tiếp ở phía cuối này. Tiếp. Ok, các bạn có thể chọn giới tính ở đây. Ở đây mình sẽ chọn không tiết lộ. Hoặc là các bạn chọn nam hoặc nữ gì đấy. Sau đó thì các bạn nhấp vào chữ xong này. Xong. Rồi, mình đã cài đặt lại hoàn toàn nhé. Sau đó thì các bạn ấn xong hoặc khám phá phân tích gì đấy. Mình sẽ ấn vào xong. Ấn vào xong nhé. Rồi, nó quay trở lại đây. Và lại vẫn còn chữ nhà sáng tạo đây. Rồi video của mình kết thúc đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và thành công. Và nhớ bình luận ở bên dưới những phần nào các bạn cần mình hỗ trợ, mình sẽ làm video hướng dẫn tiếp theo. Và sau khi đạt đủ 1.000 follow thì mình sẽ hướng dẫn các bạn video tiếp theo nữa nhé. Với kênh của Tiến Việt TV. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể rút được tiền từ TikTok nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể kiểm tra cái số dư của mình. Khi số dư của các bạn sau kết thúc một tháng, ví dụ như của mình là kết thúc tháng 4 là mình được 53 đô thì hết đến cuối tháng 5, tức là ngày 31 tháng 5 này, thì nó sẽ chuyển cái phần của tháng 4 này sang màu xanh như này, 53 đô này. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé, từ các thao tác đầu tiên luôn. Rồi, thì các bạn vào công cụ cho tác giả này. Sau đó các bạn vào quỹ nhà sáng tạo. Ok. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ xuống đây và các bạn kiểm tra số dư. Bạn ấn vào kiểm tra số dư của bạn. Nó sẽ yêu cầu các bạn, nó sẽ gửi cái mã xác minh để các bạn kiểm tra. Ok, sau đó thì ở đây các bạn thấy được này, số dư đã chuyển về đây. Trên là phần giao dịch này. Tiếp theo là phương thức thanh toán này và thông tin thuế này. Đó, mình đã dịch ngay bên cạnh đấy. Ở đây mình sẽ ấn vào cái phương thức cái khai thuế ở đây nhé. Tax information này, đó, khai thuế này, thông tin thuế đấy. Rồi các bạn nhấp vào cái dòng cuối cùng này. Đó, ok. Ở đây nó yêu cầu các bạn ghi tên, họ và mail ở đây. Các bạn nhớ là tên không quá 20 ký tự và họ cũng vậy, cũng không quá 20 ký tự nhé. Một số bạn bảo nhập cái tên của cái công ty, ví dụ như là tên Anh này,
sau đó dưới là họ là Bùi Anh này, Bùi Văn này cũng được nhé. Sau đó các bạn nhập cái mail vào đây, các bạn có thể nhập tên của mình hoặc nhập tên công ty đều được đó, có yêu cầu như vậy. Ở đây là đây, ví dụ cái trang này là trang miễn thuế này, mình cho vào cái thuế của Alaska nhé, tiểu bang Alaska này. Và cái link của cái trang này mình sẽ để trên phần mô tả nhé. Ok, tiếp theo mình sẽ vào cái dòng đầu tiên này nhé. Đó. Rồi, các bạn sẽ vào đây và các bạn tìm cho mình một cái công ty nào nó vẫn còn hoạt động nhé. Nó có số tiền đây này, đó. Nó vẫn hoạt động. Đây, mình sẽ ấn vào đây, tiếp vào đây. Rồi. Các bạn chờ cho đây lắm. Rồi, sau đó các bạn sẽ kéo lên này đây. Đó, đây là mã số thuế này. Cái số đầu trên đầu tiên này nó chính là mã số thuế này. Và cái số thứ hai ở đây là cái tên của công ty này. Đó, lên từ số 2600 này đến cái số 100 này là tên đường này. Đó, không phải là tên đường này. Đó, và cái số màu xanh này là cái số xanh này là tên thành phố này. AK là tên tiểu bang này, nó viết tắt này. Và cái số ở dưới này là mã bưu điện này. Tất cả cái địa chỉ này cũng có tên đường này, thành phố này, tiểu bang và mã bưu điện. Còn ở dưới đây là ngày thành lập thì các bạn sẽ không cần sử dụng đến nhé. Rồi, đầu tiên thì bạn sẽ nhập tên vào đây. Nếu tên quá 20 cái từ này, đó, nó sẽ báo luôn. Họ cũng vậy, nếu các bạn nhập quá 20 từ nó cũng báo luôn này. Đó. Sau khi các bạn nhập tên vào họ đầy đủ rồi thì các bạn sẽ nhập vào cho mình đây là mail. Sau đó thì các bạn bật cái mail lên, bật không dùng giấy tờ cứng lên đó, sau đó thì nhấp vào cái phần ở dưới này, màu đỏ ở dưới này, tiếp tục đấy. Rồi tiếp theo nó sẽ chuyển các bạn đến cái một cái trang của TikTok này. Rồi sau khi nó sẽ chuyển cho bạn đến trang này, thì dòng đầu tiên thì đó là tên đường này, dòng thứ ba là thành phố này, dòng thứ tư là tiểu bang, và dòng thứ năm nó là mã bưu điện này. Mình đã ghi rõ đây rồi, các bạn có thể dừng lại để xem nhé. Sau khi các bạn nhập xong các cái dòng này rồi, đó, nhập xong cái dòng này, thì các bạn sẽ chuyển sang đó là các bạn chọn cái nước này, đó, các bạn kéo lên, các bạn chọn cho mình đó là nước Mỹ nhé, đó là Eustan, sau đó các bạn chọn Yes. Tiếp theo các bạn nhập mã số thuế vào đây nhé, mã số thuế mình đã hướng dẫn đấy, các bạn nhập vào đây. Copy và nhập vào đây. Ok, sau đó các bạn ấn Yes. Rồi tiếp tục ấn Yes. Ấn Yes, chỗ nào có Yes thì mình ấn Yes. Sau đó ấn Next. Rồi tiếp theo các bạn nó sẽ hiển thị thông tin các bạn khai ở đây. Và đây là thông tin cá nhân của mình, sẽ không để lộ tiết lộ cái thông tin nhé. Rồi các bạn kéo lên, các bạn ấn cho mình Next. Ấn tiếp Steve này, sau đó ấn Smith. Rồi các bạn ấn Close để đóng lại. Sau đó các bạn sẽ mở cái trang TikTok lên, ấn vào mở. Tiếp theo các bạn ấn vào xong. Như vậy là các bạn đã lưu được thông tin thuế rồi nhé. Các bạn nhấp vào cái dòng thứ ba này, đó là chính là phương thức tính toán đấy. Phương thức thanh toán. Rồi các bạn nhấp vào đây. Các bạn chọn thêm phương thức rút tiền mới. Ok, các bạn chọn cho mình PayPal nhé. Nếu các bạn có tài khoản PayPal. Còn các bạn có Zenby thì các bạn chọn Zenby. Sau đó kéo lên và ấn đồng ý và tiếp tục. Đồng ý và tiếp tục. Bạn chọn kết nối với PayPal. Nhấp vào kết nối với PayPal. Rồi nó sẽ chuyển lên đây và các bạn nhập cái mail tài khoản PayPal vào đây nhé. Sau đó thì các bạn ấn tiếp theo. Nhấp vào tiếp theo. Nếu các bạn đã chưa đăng ký thì các bạn có thể xem trên cái YouTube của mình có nhé. Sau đó ấn đăng nhập.
rồi, tiếp theo các bạn ấn vào đồng ý và kết nối. Ok, tiếp theo các bạn được như thế này là ok, có tài khoản PayPal như này là đã được rồi nhé. Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại đây, nhấp vào cái mũi tên quay trở lại này, nhấp vào nó để quay trở lại. Rồi các bạn nhấp vào cái chữ rút này, rút màu đỏ chót này, các bạn nhấp vào đây. Ok, các bạn chờ trong giây lát, nó sẽ chuyển hướng thì các bạn đến ngay bây giờ. Đó, các bạn rút số dư này, nhấp vào rút số dư, rút số dư. Rồi các bạn nhấp vào rút tiền ngay này, dịch vụ quảng cáo không đồng này, các bạn nhấp vào rút tiền ngay nhé. Ok, các bạn nhấn vào xác nhận rút tiền, việc nhập thông tin không chính xác, các bạn có thể kiểm tra lại nhé. Nếu mà nhập thông tin sai này, các bạn sẽ khiến cho cái giao dịch này bị từ chối đấy, và các bạn sẽ chịu mọi phí liên quan đến quá trình xử lý. Ok, rồi tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần quay lại số dư. Ok, các bạn chờ trong giây lát nhé, các bạn chờ trong giây lát xem có hiện tượng gì xảy ra không. Đó, nó có một cái mail gửi đến cho mình ở phía trên này này. Đó, mình sẽ đặt kiểm tra cái mail này xem thế nào nhé. Đây mình sẽ vào PayPal luôn, kiểm tra luôn xem tiền đã chuyển vào PayPal chưa. Ok, 53,12 rồi. Đó, số tiền đã được chuyển vào PayPal là 53,12 đô. Sau đó các bạn vào cái trình duyệt web nào đó, các bạn gọi cho mình chữ PayPal để các bạn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, các bạn sẽ phải vào trình duyệt web nhé. Các bạn nhấp vào chữ paypal.com này. Đó, sau đó thì các bạn ấn vào phần đăng nhập, đó là đăng nhập vào login này. Login này, các bạn nhấp vào chữ login này để đăng nhập. Login, nhấp vào login này. Đó, sau đó thì các bạn nhập cái tài khoản của bạn đây và ấn login để đăng nhập. Ok, đây là tài khoản bên mình đã có tiền đây rồi. Đó, các bạn kéo lên nhé, các bạn nhìn ở số dư paper này nó có chữ chuyển tiền này này, các bạn nhấp vào chữ chuyển tiền này, chuyển tiền. Rồi sau đó các bạn nhấp vào đây, chọn cái ngân hàng của bạn đây, tích vào cái ngân hàng này. Đấy, thông thường mất 2-4 ngày làm việc này. Sau đó thì các bạn ấn vào chữ tiếp này, nhấp vào chữ tiếp. Đó, số tiền chuyển, số dư, nhấp vào tiếp, số dư khả dụng là 53,12 đô, nhấp vào tiếp. Đây là lần đầu tiên mình được rút tiền. Ok, rồi, số dư paper, thời điểm nhận được số dư là 2-4 ngày làm việc nhé. Số dư này, số tiền là 1.187.000 này, được quy đổi 50.